Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của mình nha các bạn. Xin chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha mọi người nha. Thì hôm nay mình có một cái video là gửi đến cho các bạn là báo giá cái mẫu ô bếp, kệ bếp ở dưới với lại là cái tủ treo ở trên các bạn. Để cho các bạn nào mà mới vô nghề với chưa biết nghề các bạn đó xem, các bạn tham khảo để các bạn đi báo giá với chủ nhà nha các bạn. Rồi chủ nhà mà người ta có xem được cái video của mình đó, thì người ta cũng biết được cái giá để mà người ta đi đặt cho các bạn nha. Rồi giá cả thì ở đây mình cũng nói luôn là có thể là nó chênh lệch tùy theo khu vực nha các bạn. Có thể khu vực của bạn là nhôm nó mắc hơn, có thể khu vực của mình là nhôm nó rỉ hơn hay là nhôm mắc hơn gì đó, thì nó cũng có thể là chênh lệch một chút đỉnh nha các bạn. Thì chênh lệch cũng chút đỉnh thôi chứ cũng không nhiều lắm nha các bạn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành vào video luôn nha các bạn. Thì đây là cái ô bếp ở dưới nha các bạn. Cái ô bếp này là nó là màu trắng sữa, rồi ở trong cánh mình có đi kiến bông nha các bạn nha. Thì cái mẫu này là mình đi vuông 25 xung quanh, rồi xong mình làm cánh là cánh tủ chén, cánh nhỏ á, rồi bỏ kiến. Tại nói chung mẫu này thì nó rẻ tiền nên là chủ nhà ta lựa mẫu này nha các bạn. Chủ nhà ít tiền thì ta làm mẫu này đó. Thì cái mẫu này hiện tại mình đang làm là 700.000 một mét đó. 700.000 mét là có nghĩa là mét tới chứ không phải là mét vuông nha các bạn. Lưu ý ở trong video này mình toàn là báo giá mét tới, không có mét vuông nha các bạn nha. Tại vì tủ chén treo với lại là ô bếp ở dưới là toàn tính mét tới, không có ai tính mét vuông nha các bạn. Các bạn lưu ý chỗ này giùm mình nha. Đó, mẫu này thì 700.000 một mét đó, mét tới nha các bạn nha. Rồi tiếp theo là cái mẫu ô bếp là xung quanh mình có đi vuông 25, rồi mình đi cánh tủ nhỏ, cánh tủ chén á đó. Thì mình có đi cánh xong rồi mình thả tấm alu nhôm nha các bạn, alu nhôm trắng sữa luôn, là một màu luôn. Thì mẫu hiện tại mẫu này mình cũng làm bằng giá như cái mẫu hồi nãy luôn là 700.000 một mét nha các bạn. Đó, mét tới á, có nghĩa là các bạn chỉ tính mét dài thôi, không có lấy ngang nhân rộng nha. Đó, các bạn chỉ tính mét tới của nó dài nhiêu mét thì các bạn tính thôi, là 700.000 một mét như trong mẫu mình đang làm nha các bạn. Đó là cái mẫu này nha các bạn nha. Rồi tiếp theo là mẫu ô bếp ở dưới luôn nha các bạn. Mẫu này mình làm hình L. Đó là cái bếp nó hình L, mình làm cái hình L luôn. Là cái mẫu này là nhôm văn gỗ, màu gỗ đậm nha các bạn. Đó, nó còn một loại màu gỗ lợt nữa. Rồi xung quanh mình cũng chạy vuông 25, xong rồi mình có đi nẹp V2 để mà mình chụp vô cho nó kín cái mặt tiền của người ta luôn, nó không bị hở các bạn. Các bạn lưu ý là khi mà các bạn đi làm ô bếp này dày á, thì lúc nào người ta làm cũng có chỗ to chỗ nhỏ, nên các bạn làm trừ hao làm sao á, xong rồi các bạn nẹp V vô. Sau khi các bạn nẹp V xong, các bạn chụp vô thì nó chia hết được những cái độ hở đó của cái bếp nha các bạn nha. Đó, cho nó đẹp. Đó, thì trong cái video này á, là trong cái hình ảnh này á, là nhôm văn gỗ, rồi đi cánh lớn, cánh tủ áo các bạn, chứ không phải đi cánh nhỏ đâu. Rồi mình thả tấm alu văn gỗ luôn. Đó, tấm alu văn gỗ luôn, toàn bộ là mình, các bạn nhìn giống gỗ không? Đó, thì cái mẫu này hiện tại mình đang làm là 900.000 một mét nha các bạn. Đó, mét tới á nha các bạn nha. Đó, y như trong hình luôn là 900.000 một mét. Còn không biết là cái chỗ các bạn làm là nó giá nó bao nhiêu. Đó, cái gì các bạn bình luận dưới để cho mình biết, để mình... anh em mình cùng học hỏi với nhau nha các bạn nha. Rồi tiếp theo là cái ô bếp, cái bếp kệ dưới nè, mà màu quăng gỗ lợt nha các bạn. Cái này thì nó mắc hơn mấy cái mẫu riêng tí xíu, có nghĩa là ở đây là mình sử dụng toàn bộ là lá hộp quăng gỗ, lá nhôm hết, toàn bộ là nhôm hết, không có cái gì là lưu hết nha các bạn. Đó là xung quanh là đi vuông 25, rồi chạy V20 xung quanh, cánh thì đi cánh tủ áo, cánh lớn á, với lại là thả lá hộp nha các bạn. Đó, như trong hình á, thì cái mẫu này hiện tại là mình đang làm 1.1 triệu mét, tính mét tới nha các bạn nha. Đó, 1.1 triệu mét đó. Nói chung cái này là mình báo giá là xét luôn chứ không có cao hoặc là thấp. Không biết cái chỗ các bạn là nó, các bạn lấy nhôm hoặc tư rỉ hay mắc, có thể nó nhích lên nhích xuống tí xíu nha các bạn. Đó, những cái mẫu này các bạn nhớ phải nhận là 1.1 triệu. Tại vì cái mẫu này là nó, nhôm này nó hơi mắc, mắc nhất trong các mẫu loại nhôm mà nhôm tủ á. Đó, như các bạn nha. Rồi
Đây là cái mẫu tủ chén treo nha các bạn, treo ở trên tường đó nha các bạn nha. Thì cái mẫu này á, là xung quanh là mình đi bo, đi cái bo á, rồi đi cánh tủ áo, quên đi cánh tủ chén. Ở trên mình có đi cái chỉ của cái tủ áo đó, đi cái lá tủ áo ở trên á, cho nó nhìn nó dễ coi tí xíu. Thì mẫu này thì nó cũng rẻ à các bạn à. Mẫu này nếu mà các bạn làm á, mà có ô bếp đồ ở dưới luôn là các bạn nhận chậm luôn nha. Còn nếu mà không có thì các bạn nhận riêng cũng được. Nếu mà có ô bếp là các bạn nhận đồng giá luôn. Tại vì mẫu này với lại ô bếp là mình làm nói chung là nó dạng như là đắp qua đắp lại á. Đó thì còn nếu mà có tủ không thì các bạn nhận giá như cái tủ này hiện tại mình đang làm 900 ngàn một mét nha các bạn. Tính mét tới mét tới mét tới nha. Đó. À, toàn bộ là tấm mấy cái cửa thì mình có thả màu trắng á, là alu trắng sữa. Còn cánh á, là cánh tủ chén. Rồi à, xung quanh mình đi bo nha các bạn nha. Đó như cái mẫu này là mình hiện tại á, mình đang làm là 900 ngàn một mét nha các bạn nha. Đó. Tính mét tới nha các bạn. Tính mét tới á, mét dài á. Hông của nó là mình hông á, là các bạn làm 40 thôi. Cao á, phủ bì là 55 đến 60. Đó, các bạn nhớ nha. Đó, còn chiều dài là nó cứ dài dài bao nhiêu thì làm bao nhiêu nha các bạn. Rồi, tiếp theo là cái mẫu này á, là mẫu tủ chén treo quăng gỗ nha các bạn nha. Đó, thì cái mẫu này á, là mình làm hông của nó là 40, cao lên là 55. Tính luôn cái chỉ đầu tủ là nó là 60 nha các bạn. Đó, trong mình có ngăn ra làm hai, ngăn 2 tầng. Đó, như y như trong hình á, mẫu này hiện tại á, là mình đang làm là giá 1 triệu 2 một mét. 1 triệu 2 mới tới nha các bạn. Đó, thì nói chung là cái mẫu này nó chủ yếu là alu nhôm là nhiều. Đó, quần với hàng sườn là mình đi 2538, quăng gỗ. Nào, gỗ này gỗ đậm nha các bạn nha. Cứ 1 mét mình mới tới vậy là mình nhận 1 triệu 2 một mét nha các bạn. Y như trong hình luôn á. Đó là mình làm hông 40, cao 60, phủ bì. Rồi dài thì dài bếp người ta bao nhiêu mình làm bao nhiêu. Trong đây cánh là cánh tủ áo lớn. Sườn dàn sườn của tủ là mình đi 2538. Dưới thả có mấy cái làm thì mình thả mấy cái ô chết mình thả nhôm. Còn cánh là mình thả toàn bộ là alu quăng gỗ nha các bạn nha. Đó, nhận 1 triệu 2 mét tới nha các bạn. Đó. Rồi cái mẫu tủ này á, là mẫu tủ nhôm màu xám, nhôm nhái, nhôm sinh pha các bạn. Màu nhôm sinh pha. Tủ treo ở trên với lại là ô bếp dưới là màu sinh pha hết. Toàn bộ là sử dụng là dàn ở trên cái tủ là sử dụng 2538. Cánh là cánh tủ áo, tủ lớn á, cánh tủ lớn á với lại là thả lá hộp. Lá hộp màu xám. Rồi có những chỗ thì để kiến kiến trắng nha các bạn. Còn sau lưng là bắn tấm alu màu xám luôn, alu màu quăng gỗ luôn. À quên, alu màu màu nhái nhôm sinh pha luôn nha các bạn. Đó như trong hình á. Thì mẫu này ở trên dưới ở dưới các bạn nhận chậm giá luôn, bằng nhau luôn. Đó, nói chung là nhận các bạn nói là nhận có này có kia thì các bạn nhận chậm, còn không á thì ở dưới các bạn nhận rẻ hơn 100 ngàn một mét. Ở trên á là hiện tại cái mẫu này mình đang làm giá 1 triệu 4 một mét, mét tới nha các bạn. Đó là như trong hình 1 triệu 4 mét. Tệ lá là lá hộp. Ở dưới thì nhận giá 1 triệu 2. 1 triệu 2 mét tới mét tới á. Đó nha các bạn nha. Đó ví dụ như mà làm ví dụ trong nhà mà người ta có đặt cửa đặt nẻo cửa nhôm cửa đồ cho các bạn luôn thì các bạn bớt nha. Ví dụ như ở dưới nhận 1 triệu 2 thì nhận 1 triệu 1 cũng được. Đó, còn ở trên là các bạn nhận 1 triệu 4 thì mới nhận 1 triệu 3 hay là bao nhiêu đó thì các bạn nhắm các bạn làm thì có cái này có cái kia. Còn hiện tại là đang làm á, ở trên là mình nhận 1 triệu 4 còn dưới là 1 triệu 2 nha các bạn. Ở dưới toàn bộ là lá hộp hết nha các bạn nha. Đi cánh là cánh tủ áo luôn á. Đó, như trong hình các bạn xem để các bạn tham khảo nha. Màu nhôm sinh pha nha các bạn. Rồi, tiếp theo là mẫu màu quăng gỗ. Màu quăng gỗ đỏ. Loại là gỗ quăng gỗ đậm á các bạn. Còn loại màu quăng gỗ lợt nữa nha. Thì ở trong đây là chủ yếu là đi kiến với lại là tấm alu tấm nhôm. Không phải là alu nha, chỉ có sau lưng là tấm alu thôi, còn mặt trước toàn bộ là nhôm lá hộp. Đó, còn mấy cái cánh mà có kiến trắng á, là kiến nha các bạn. Rồi ở dưới là toàn bộ là thả lá hộp quăng gỗ hết. Đó. Thì cái mẫu tủ ở trên á các bạn cũng nhận giá 1 triệu 4 cho mình nha các bạn nha. Ở dưới cũng nhận giá 1 triệu 2. Tại vì thằng quăng gỗ với thằng màu nhôm sinh pha nó không có chênh lệch nhau bao nhiêu nha các bạn. Đó, nó chỉ chênh lệch với màu trắng sữa thôi, trắng sữa thì nó rẻ thôi. Đó, trắng sữa là rẻ nhất á, còn màu quăng gỗ với màu xám là nó tự ngang bằng nhau. Với lại chỉ có một cái màu quăng gỗ mà loại gỗ lợt á, lát nữa mình quay cho các bạn xem thì nó mắc hơn cái này tí xíu. Đó.
thì ở trên nhận giá 1,4 triệu, còn ở dưới là các bạn nhận giá 1,2 triệu. Thì các bạn nhận, các bạn làm, các bạn tính mét tới nha, toàn bộ là những cái mẫu tủ chén dưới là chén âm tường dưới, có chén dưới ô bếp ở dưới là toàn là tính mét tới nha các bạn nha. Mét tới có nghĩa là các bạn tính mét dài của nó nhiều thì các bạn tính nha các bạn. Đó, các bạn xem rồi các bạn tham khảo các bạn làm nha. Rồi tiếp theo là mẫu tủ chén treo dưới ô bếp là màu trắng sữa. Cái màu này là nó nói chung là nó rỉ hơn nha, những cái màu kia tí xíu nha các bạn. Thì ở dưới mình sử dụng toàn bộ là những cái tấm alu màu trắng sữa, cánh là cánh tủ chén nhỏ, rồi khung là vuông 25, đi nẹp nẹp V20. Đó, V2 á. Còn ở trên mình đi dàn khung của nó là dàn tủ là 2538. Cánh là tủ chén nhỏ với lại đi tấm alu màu trắng sữa. Đó thì ở trên mình nhận giá là 1 triệu một mét, mét tới á. Còn ở dưới là mình nhận giá 700. Đó, là mét tới nha các bạn, 700 800 tùy theo. Đó, ví dụ như ở dưới mình nhận 700, ở trên mình nhận giá 1 triệu. Đó là tính mét tới nha các bạn nha. Tại nói chung cái thằng alu với lại thằng kiến thì nó ngang ngang với nhau thôi. Nhưng mà các bạn bỏ alu vô người ta xài, ví dụ nhà người ta có con nít đồ á, thì nó ví dụ nó có đập phá thì không có bị đứt tay đứt chân của nó nha các bạn. Đó, với lại tủ mà các bạn làm bằng alu ở trên á thì nó vừa rẻ, chủ nhà nó vừa hợp túi tiền chủ nhà, với lại là nó nhẹ cái tủ nữa. Đó là các bạn xem, các bạn tham khảo để mà các bạn làm nha. Đó. Rồi cái mẫu này là toàn bộ là màu quăng gỗ loại lợt nha các bạn. Loại này là màu này là mắc nhất trong các loại nhôm tủ. Đó. Thì ở dưới mình làm toàn bộ là dính liền với nhau. Thì mẫu này thì nó hơi cao giá một tí xíu nha các bạn, nhưng mà nó đẹp. Đó thì ở dưới cái gầm bếp cũng là bằng nhôm, nhôm nói chung là nhôm này nhôm cỏ thôi. Đó. Là có đi học nè, cánh mở nè. Rồi ở trên là làm tủ treo dính liền với lại là cái tủ gầm bếp ở dưới luôn. Đó. Toàn bộ nguyên cái dàn tủ này mình nhận giá 1 triệu 9 đến 2 triệu nha các bạn. Các bạn nhớ là các bạn nhận nhiều như vậy thì các bạn nhận giá 1 triệu 9 cũng được. Mà nó không có mét, ví dụ nó ít quá, nó cái tủ không hơi không trong hình là nó có mét á. Nó từ trên dưới luôn nó cũng hơn chục mét nha các bạn. Còn ví dụ nó có mấy mét thì các bạn nhận 2 triệu, 2 triệu mốt gì đó. 2 triệu 2 vậy, nói chung nó ít quá thì cái, nó sẽ không có ra được cái mét. Mà ít quá thì nó sẽ không có ra được cái cong của các bạn nha các bạn. Nói chung cái mẫu tủ này thì làm nó hơi bị nhọc cong. Đó, nó hơi cầu kỳ tí xíu. Này cái này là mình chỉ chụp được cái mặt mặt trước của nó. Nó còn bên L hoặc qua nữa nha các bạn. Này cái mẫu này nhận 1 triệu 9 đến 2 triệu là ok. Nó có mét. Đó, với lại là cái mẫu này thì nó làm là nó hơi bị nhọc cong. Tính là 1 triệu 9, 2 triệu là tính chiều dài của nó nha các bạn nha, tính chiều dài á, chứ không phải là tính ở trên ở dưới là 1 mét đâu. Ở dưới tính riêng, ở trên tính riêng. Đó, là tính cứ 1 mét triệu 9, 2 triệu nha các bạn. Đó. Thì cái tủ này á, là toàn bộ các bạn làm 4 mặt hết, chứ không phải là làm có 1 mặt như mấy cái tủ kia. Đó. Ở dưới cũng làm 4 mặt luôn, là để tấm đá lên luôn nha các bạn, nên nó giá nó hơi cao nên các bạn xem để mà các bạn tham khảo các bạn làm nha. Rồi thì nãy giờ mình đã nói hết những cái giá cho từng theo cái mẫu tủ rồi, các bạn xem các bạn tham khảo để mà các bạn làm. Mình xin kết thúc clip đây nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay và ý nghĩa thì nhớ để lại cho mình một like. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.